Với mục tiêu xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo hướng hiện đại, trong những năm qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng tốc ngầm hóa hệ thống điện, các viễn thông trên địa bàn tỉnh. Hệ thống sau khi hoàn thành không chỉ nâng cao độ tin cậy cung cấp các dịch vụ điện, viễn thông mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và mang lại mỹ quan cho đô thị. Thành phố Bà Rịa, trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời gian gần đây, không gian trên các tuyến phố đã thoáng đãng hơn bởi những bó cáp viễn thông, dây điện đã dần được ngầm hóa. Từ năm 2017, thành phố Bà Rịa đã triển khai thực hiện giai đoạn 1 ngầm hóa 17,7 km lưới điện trên địa bàn 5 phường: Phước Hưng, Phước Hiệp, Long Hương, Phước Trung và Phước Nguyên. Đến giai đoạn 2, thành phố Bà Rịa tiếp tục ngầm hóa hơn 15 km lưới điện trên các tuyến đường thuộc 6 phường: Phước Hưng, Phước Hiệp, Long Hương, Phước Trung, Phước Nguyên và Long Toàn. Song song đó, Sở Thông tin Truyền thông cũng yêu cầu đôn đốc các đơn vị viễn thông và truyền hình cáp phối hợp với ngành điện ngầm hóa hệ thống cáp đồng bộ với hệ thống điện. Việc ngầm hóa lưới điện cáp đã tạo không gian thông thoáng cho đường phố, vỉa hè, mang lại mỹ quan đô thị và phù hợp với quy hoạch hạ tầng đô thị hiện đại. Đây là nói thật là nhà nước mà điện ngầm được hết, với lại những cái dây cáp điện rồi đó mà thông tin liên lạc mà ngầm được hết thì rất là mỹ quan, rất đẹp. Trên những cái con đường mà nhà nước đã làm như vậy thì là nó rất có mỹ quan. Với hai nữa là nó tránh được cái tai nạn mà trong mùa mưa bão rồi có thể dây điện nó đứt. Trước hết thì hệ thống điện ngầm hóa đã thực hiện ở một số nơi trên địa bàn thành phố Bà Rịa thì cũng đã mang lại một số tích cực như là mang lại mỹ quan cho đô thị. Đặc biệt là chúng ta sẽ không còn thấy những cái điện hoặc là cáp quang bị treo lơ lửng. Đặc biệt là trong mùa mưa bão này thì không có bị lo là các dây điện hoặc dây cáp nó sẽ bị đổ xuống do là các tàn cây nó bị ngã đổ. Tại huyện Đất Đỏ, ngay từ khi bắt đầu đầu tư mở rộng tuyến tỉnh lộ 52 đoạn qua địa bàn huyện vào năm 2013, huyện Đất Đỏ đã xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư ngầm hóa toàn bộ hệ thống điện nhằm góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị, đồng thời đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống lưới điện tại địa phương. Có để điện ngầm và cáp ngầm và thấy là đường sạch đẹp, mỹ quan. Cho người dân qua lại rất dễ dàng, người dân rất là hoan nghênh cái chủ trương nhà nước làm đường là để âm cáp ngầm ở dưới, không còn cây trụ điện ở phía trên nữa. Đó là rất là sạch sẽ, rất là đẹp đẽ. Những năm gần đây, các loại hình dịch vụ thông tin truyền thông, truyền hình cáp, internet phát triển mạnh mẽ đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những hệ lụy về mỹ quan đô thị và gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận hành lưới điện và nguy hiểm cho người dân. Xuất phát từ thực trạng trên, cuối năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư phát triển lưới điện ngầm khu vực trung tâm thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 với tổng kinh phí thực hiện gần 100 tỷ đồng. Triển khai dự án này, đến nay Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu ngầm hóa khoảng 60 km đường dây điện trung thế ngầm và các trạm biến áp ở thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa. Riêng về các viễn thông, VNPT Bà Rịa Vũng Tàu đã ngầm hóa 480 km chiều dài tuyến và hơn 8.000 hố cáp các loại, tổng vốn đầu tư trên 42 tỷ đồng. Về quản lý tập trung hệ thống công trình hạ tầng ngầm kỹ thuật đô thị, gồm dây điện, cáp thông tin, cáp truyền hình, chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông, sẽ làm giảm diện tích chiếm dụng đất của các công trình hạ tầng kỹ thuật, tiến tới xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn đô thị văn minh hiện đại. Đây cũng là mục tiêu mà các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang hướng đến.